Podcast đầy Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Chào bạn, tôi là Hoa Mai, người đồng hành cùng bạn trong số Podcast Hà Nội tin mỗi chiều ngày hôm nay. Bản thân mến, tỷ lệ nước thải được xử lý tại Hà Nội chưa đến 30%. Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được kỳ vọng sau khi đi vào vận hành sẽ giải quyết được 50% tổng lượng nước thải của thành phố, góp phần hồi sinh những dòng sông đang bị ô nhiễm. Chính vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ đưa nhà máy xử lý nước thải Yên Xá vào vận hành trong năm nay là mục tiêu Hà Nội đặt ra. Tại buổi kiểm tra tiến độ thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Dự án không chỉ có ý nghĩa đối với việc đạt chỉ tiêu xử lý nước thải, phục vụ gần 1 triệu dân ở 6 quận nội thành là Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông và huyện Thanh Trì, mà còn góp phần làm sạch các con sông quan trọng của thủ đô như sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Xét. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo ban quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp là chủ đầu tư, phối hợp cùng các sở ngành chấm dứt hợp đồng gói thầu số 3, sớm đấu thầu lựa chọn nhà thầu ngay trong năm nay để nhanh tiến độ thi công gói thầu số 4. Đối với đề án thi công 9 bể lắng sơ cấp và 6 bể nén bùn trọng lực, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố cùng các sở ngành xem xét tham mưu, đánh giá sự cần thiết và tổ chức thực hiện quyết liệt chỉ đạo, không để phải cắt bớt hạng mục ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả của dự án. Lưu ý về vấn đề xử lý bùn thải từ nhà máy, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng giao Ban can sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo nghiên cứu tổng thể để sớm có báo cáo đề xuất giải pháp căn cơ lâu dài, đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, bền vững. Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá có công suất 270.000 m3 một ngày đêm, dự kiến vận hành thử vào quý 2 năm nay và hoàn thành trong năm 2025. Một thông tin khác cũng liên quan đến vấn đề cải tạo dòng sông đang được người dân quan tâm đó là dự án cải tạo nâng cấp đê sông Nhuệ qua năm xã của huyện Thường Tín vừa được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, có tổng mức đầu tư hơn 107 tỷ đồng đang triển khai trong giai đoạn 2023-2025. Mục tiêu của dự án là niềm mong mỏi bấy lâu của người dân. Dọc tuyến đường sông Nhuệ qua địa bàn huyện Thường Tín, những đoạn chưa được xây kè và nạo vét, nhiều vị trí nền đường bằng đất đi lại rất khó khăn các vị trí đã được nhà nước và nhân dân xây dựng bằng bê tông qua hàng chục năm đã bị xuống cấp, hư hỏng. Khi nghe tin thành phố và huyện đầu tư xây dựng đường đê và xây kè, nạo vét lòng sông Nhuệ, những người dân sống hai bên bờ sông đều rất phấn khởi vì thời gian tới sẽ không còn cảnh mùa mưa nước dâng cao gây sạt lở bờ sông, sẽ không còn phải hứng chịu ô nhiễm từ nguồn nước sông Nhuệ. Hạng mục xây dựng đê có chiều dài 4,9 km, bên cạnh đó còn gia cố kè chống sạt lở đê phía đông cải tạo nâng cấp hệ thống tưới tiêu và hệ thống rãnh thoát nước đoạn qua dân cư bị xuống cấp. Dự án hoàn thành đảm bảo kết nối đồng bộ với các đoạn được đầu tư trên toàn tuyến, phục vụ công tác quản lý công trình thủy lợi, góp phần đảm bảo hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Những dòng sông trong thành phố Hà Nội từng được coi là long mạch, là con đường giao thương, là cảnh quan độc đáo mà thiên nhiên ban tặng cho thủ đô. Thể hiện quyết tâm cải tạo dòng sông, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đề án phục hồi chất lượng môi trường và phát triển bốn hệ sống sông nội đô: Tô Lịch, Cương Ngưu, Lử, Sét. Vấn đề ô nhiễm các dòng sông là vấn đề chung của nhiều đô thị trên nước ta. Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho rằng, muốn xử lý tận gốc ô nhiễm môi trường tại các con sông thì trước hết phải gia tăng xử lý nước thải cùng với việc xây dựng nhà máy nước thải bên cạnh đó cần phải xây dựng đồng bộ nhiều hệ thống khác đi kèm với dự án đang triển khai đã có thiết kế hạ tầng trạm xử lý nhà máy cơ quan quản lý cần đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng quy định mới được đưa vào sử dụng ngoài ra để bảo vệ nguồn tài nguyên nước lâu dài bền vững cũng cần tăng cường chế tài đối với các hành vi vô trách nhiệm gây ô nhiễm nguồn nước Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng thì cho rằng Hà Nội cần quan tâm hơn đối với khâu quy hoạch tránh sự trồng chéo, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Cũng cần xem xét phương án cải tạo hệ thống sông Hồ Điều Hòa nhằm tạo ra sự kết nối với hệ thống thoát nước đô thị. bạn đang nghe postcard hà nội tin mỗi chiều bản thân mến chợ mai động tại quận hoàng mai hà nội có bất ngờ đóng cửa khiến tiểu thương không còn chỗ kinh doanh đang là câu hỏi được dư luận quan tâm chợ mai động là một trong những khu chợ dân sinh lâu đời và sầm uất bậc nhất của khu vực quận hoàng mai với gần 300 trăm kiosk hoạt động thế nhưng thời điểm hiện tại các kiosk bán hàng trong chợ đã di rời gần hết tại đây chỉ còn lác đác vài hàng bán rau quả và một số tiểu thương còn nấn ná do đã nhập quá nhiều hàng chưa thể bán hết họ mong muốn có thêm thời gian giải quyết số hàng tồn động, thu chút vốn liếng. Mấy chục năm gắn bó với khu chợ và đã có một lượng khách hàng quen không nhỏ, xong lại phải rời đi là điều không hề dễ dàng với các tiểu thương. Tuy nhiên, theo Ủy ban Nhân dân Phường Mai Động, việc đóng cửa chợ để giao mặt bằng cho dự án xây dựng đường Tam Trinh được thực hiện theo thông báo từ Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai. Quận đã xây dựng chính sách cho 300 tiểu thương kinh doanh tại chợ Mai Động. Theo đó là các mức áp giá hỗ trợ cho từng tiểu thương sẽ khác nhau, ưu tiên cho các hộ có đăng ký kinh doanh, nộp thuế môn bài với mức hỗ trợ cho mỗi hộ bằng mức lương tối thiểu nhưng không quá 6 tháng. Đối với việc đầu tư thêm tại các ốt, hiện đã có thống kê kiểm đếm để có mức hỗ trợ thêm. Đồng thời hướng dẫn các tiểu thương đăng ký tái kinh doanh ở các điểm chợ mới khi có nhu cầu. Ngày 22 tháng 2 năm 2024, Ban quản lý chợ ban hành thông báo về việc đóng cửa các ngách cửa phụ ra vào chợ Mai Động và đóng cửa chợ từ ngày 29 tháng 2 năm 2024. Sau ngày 29 tháng 2, một số hộ kinh doanh chưa hoàn thành việc chuyển hàng hóa đi. Ban quản lý chợ quận Hoàng Mai tiếp tục phối hợp tạo điều kiện để các hộ kinh doanh có thêm thời gian sắp xếp di chuyển hàng hóa đến điểm kinh doanh mới. Một chợ dân sinh có thể hoạt động ổn định cần rất nhiều yếu tố, từ cơ quan quản lý đến sự phối hợp của người dân và chính các tiểu thương. Do đó, để hỗ trợ cho các tiểu thương khi chuyển về chợ Lĩnh Nam, Ủy ban Nhân dân phường Lĩnh Nam cho biết, Ban Quản lý chợ và chính quyền đã có thư ngỏ đến 32 hộ tại chợ Mai Động. Trong vòng 3 năm sẽ không thu phí, đồng thời giải phóng mặt bằng đường giao thông Lĩnh Nam, cải thiện hệ thống chợ, đảm bảo hạ tầng tốt nhất để bà con có thể hoạt động kinh doanh lâu dài. Công tác giải phóng mặt bằng đối với chợ Mai Động cũng đã được Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai thực hiện theo đúng quy định. Quận đã chủ động đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận chính sách bồi thường hỗ trợ cho các tiểu thương có phương án bố trí địa điểm để các hộ có nhu cầu tái kinh doanh trên tinh thần là cùng với việc tiếp tục vận động thuyết phục người dân quận tập trung mọi nguồn lực triển khai đúng lộ trình đúng quy định của pháp luật để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng đường tam trình đúng tiến độ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của quận Hoàng Mai khi chợ đã giải tỏa việc buôn bán kinh doanh của các hộ dân sẽ không còn ý nghĩa do đó người dân cần đồng thuận với chủ trương và sớm di rời để quận Hoàng Mai có thể sớm triển khai đường Tam Trinh, một dự án trọng điểm, tuyến đường chính trong một phần quy hoạch tổng thể giao thông trên địa bàn quận Hoàng Mai có nhiệm vụ kết nối đường vành đai 2 với đường vành đai 3. Bạn thân mến, tôi vừa gửi đến bạn thông tin Hà Nội quyết giải cứu các dòng sông bị ô nhiễm và thông tin chợ Mai Động quận Hoàng Mai đóng cửa để triển khai dự án đường Tam Trinh. Bạn có ý kiến gì về hai vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta tiếp tục trao đổi cùng nhau trong số postcard Hà Nội tin mỗi chiều ngày mai. Tân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.